chào mừng anh em đã đến với kênh sửa xe máy của mình à, vâng Trước à, à, trên tay tôi đang cầm đây đó chính là một con ecm của xe novo năm novo sx anh em nhé và con ecm này thì được một anh thợ mang đến nhờ mình kiểm tra giúp xem là con ecm này có làm việc tốt hay không nó còn sống hay không anh em nhé vâng ạ nếu như mà những anh em nào mà đang sử dụng cái bộ máy mô tô can táp do bên mình cung cấp thì đối với trường hợp này thì anh em kiểm tra bằng máy mô tô can-táp luôn anh em nhé khi à, và với một điều kiện là anh em phải à, là sắm cho mình cái bộ cáp để kiểm tra SM anh em nhá thì trước màn hình của anh em đây là một số các cái cáp kiểm tra SM mà cái cáp này mà khi các anh em mua máy thì nó sẽ chưa bao nó chưa chưa, chưa theo máy anh em nhá mà cái này là anh em phải uh, anh em phải mua mua thêm anh em ạ thì cái bộ tôi đang cầm trên tay này là bộ kiểm tra cảm biến CKB ở trên hệ thống đề từ ACG của Honda và Yamaha và cái van ga tự động IACV và ISC trên Honda và Yamaha luôn anh em nhá. Vâng ạ. Cái cáp này để anh em kiểm tra cho uh, SM đời Aprilia đời 2008 lẻ 10 anh em này. Rồi tiếp tục cái cáp này là cái cáp anh em kiểm tra cho xe uh, Novo SX và kiểm tra SM của Novo SX và CF CFI đời 2016 anh em nhá. Cáp này là cáp anh em kiểm tra ECM trên Xcenter 2018 15 đến 18. Cáp này là cáp anh em kiểm tra Xcenter đời 2019 2021 anh em nhá. Rồi, tiếp theo là cáp này để anh em kiểm tra ở Future 125 và Ready to E ECM. Rồi, cáp này là anh em kiểm tra ECM của Ablet 2011 hoặc là Vision 2011 anh em nhá. Còn cái bộ cáp này là cáp kiểm tra SCU hệ thống SU ổ khóa thông minh của những dòng xe SH anh em nhá. Đấy là cái cáp này đang còn rất nhiều cáp nữa. Đang có cái bộ cáp kiểm tra ICD4 nữa nhưng mà hôm nay tôi đang hết hàng, tôi không mang ra đây được. Hoặc đang còn rất nhiều những cái dòng xe khác nữa anh em nhá. Anh em cần cái cáp gì thì báo mình mình lấy cho họ, anh em ạ. Thì cái con cái cái ECM này là của xe Novo. Của Novo thì bây giờ tôi sẽ lấy Novo SX đây anh em nhá. Vâng ạ, mà tôi sẽ ghim vào và ECM. Rồi. Tôi ghim vào ECM đầu còn lại thì tôi sẽ ghim vào mô tô Scan tab anh em nhá. Rồi, tôi ghi như thế này anh em nhá. Và tiếp theo tôi sẽ lấy kẹp nguồn ắc quy. Kẹp nguồn ắc quy đây anh em này. anh em thấy kẹp nguồn ắc quy. Đây quy đây anh em nhá. Tôi lấy kẹp nguồn ắc quy tôi sẽ cấp nguồn cho vào trong cái rắc nguồn ngay ở tại vị trí rắc kiểm tra SM. Rồi, ok. Như vậy là tôi đã kết nối. Và bây giờ tôi sẽ tiến hành mở máy tính bảng anh em nhá. mở máy tính bảng lên. chờ một chút để máy tôi kết nối anh em nhé tôi thoát ứng dụng đi ứng dụng của tôi ta đang bị treo anh em nhé rồi tôi mở lại ứng dụng ạ rồi à, tôi uh, chờ... tôi để gọn các cái cám này vào đây để tôi kiểm tra cho anh em nhìn thấy rõ hơn anh em nhé tôi sẽ được để gọn cái cáp này vào đây vâng ạ tôi sẽ cho cái này nó xịt xuống dưới, vị trí này và tôi sẽ đưa cái màn hình nó vào giữa màn giữa màn hình để cho anh em xem nó dễ hơn anh em nhé và tôi sẽ tự động phóng to nó một chút để anh em nhìn nó rõ hơn rồi khi anh em kết nối như vậy rồi thì anh em sẽ bấm cho tôi là anh em mở ứng dụng lên anh em có thể là kết hợp với máy mô tô scan 7 và mô tô bốc cũng được hoặc à, mô phone mô tô căn đều được anh em nhá vâng ạ tôi bấm su rồi anh em thấy su đây anh em nhé bấm vào đây rồi à, anh em bấm vào sm, SM anh em nhé nếu anh em kiểm tra ví dụ như anh em kiểm tra cái su của khóa thông minh em bấm vào đây và abs bấm vào đây đồng hồ bấm vào đây à, tôi đây bấm su của su rồi su này là su của yamaha tôi bấm yamaha anh em nhé rồi ạ à, à, tôi sẽ bấm vào đây anh em thấy nhìn có rất nhiều dòng xe anh em nhé tôi kiểm tra rất nhiều dòng xe và tôi đang quan tâm đến xe Novo SX thì tôi sẽ lướt đến Novo SX anh em nhé rồi đây Novo SX đây anh em nhé tôi bấm vào Novo SX rồi tôi bấm đây yêu cầu anh em lấy cái cáp đúng tôi đã lấy chính xác cái cáp rồi anh em nhé bấm về tên bên phải rồi, nếu yêu cầu anh em kết nối như trên hình thì tôi đã kết nối như trên hình. Đấy, đây rồi anh em nhá. Như vậy là anh em thấy là tôi đã kết nối y chang như trên trên màn hình anh em nhá. Cái đời máy mô tô can tát, bây giờ thì anh em sướng chỗ cái máy chuẩn đoán lỗi. Nó không đơn giản là chủ tiếng Việt có dấu đâu rồi mà nó còn có cả hình ảnh luôn anh em nhá. Và cái chức năng này thì chỉ có những dòng máy của mô tô scan mới làm được thôi anh em nhá. Còn những dòng máy khác thì không có chức năng này đâu anh em ạ. Anh em bấm vào bên phải. Nếu anh em kết nối chính xác rồi, bấm vào bên phải. Rồi anh em bấm một tên bên phải tiếp anh em nhé. Vâng ạ. À, bây giờ máy chuẩn bị làm việc anh em nhé. Anh em chờ trong giây lát để nó kiểm tra con ECM có kết quả như thế nào. Đây là một con ECM của khách hàng mang đến nhờ tôi kiểm tra giúp anh em nhé. Mình xin nhắc lại một lần nữa các cái cáp kiểm tra ECM, các cái là cáp này là anh em phải mua thêm. Khi anh em mua trong bộ máy motor scan nó sẽ một cái táp nó sẽ chưa có anh em nhé. Và anh em phải mua thêm. À, đây là gọi gọi là à, gọi là chức năng cộng thêm anh em nào thích thì anh em mua xài anh em nhá vâng ạ như vậy nó đã có kết quả nội dung mô tả chi tiết lỗi mạch tín hiệu truyền thông ca hoặc nạp sai nạp chưa hoàn thiện hoặc lỗi phần mềm bên trong sm hoặc lỗi chip chủ anh em nhá vâng ạ như vậy anh em thấy là con này đã bị lỗi cái cái, cái lỗi chip chủ rồi khả năng bị lỗi chip chủ rồi và đây anh em thấy là cái nội tạng của con sm là có bằng hình ảnh là cái vị trí hư hỏng nó nằm ở đây anh em nhé vâng ạ và nếu như anh em là một người thợ mà có chuyên môn hàn đục đẻo SM thì anh em có thể là cái vị trí để anh em cắt con SM này ra và anh em sẽ tiến hành thay cái con chip chủ đó đi thì nó cũng có cái sơ đồ để anh em cắt anh em vị trí để anh em tiến hành anh em mổ SM luôn anh em nhá đấy ok rất chịu ok đúng không anh em rồi tôi bấm vào đây tôi thoát ra đấy là con ecm bị hư và hiện tại trên tay tôi đang cầm đây anh em thấy là tôi có một con ecm của xe novo sx nhưng mà con ecm này của tôi là đang bình bình thường anh em nhá vâng bây giờ tôi sẽ tiến hành đổi con ecm bình thường này vào để xem kết quả nó như thế nào anh em nhá vâng ạ đây là con ecm bị lỗi đây hiện tại con ecm bị lỗi tôi tạm thời tôi để sang bên này và đây là con ecm đang hoạt động bình thường thì tôi sẽ ghi vào đây để xem nó báo như thế nào anh em nhé rồi ok tôi tiếp tục vào cái chức năng kiểm tra tiếp anh em nhé rồi tôi vào xe novo sx anh em ạ đây novo sx đây anh em nhé bấm vào đấy rồi tiếp tục bấm mũi tên bên phải kết nối chính xác rồi anh em bấm mũi tên bên phải cho tôi anh em nhé rồi lại tiếp tục tiếp tục kiểm tra anh em nhé vâng anh em thấy là quá xịn sò luôn và chỉ có máy mô tô scan tap mô tô can tap thì mới làm được chức này này thôi anh nhé anh em nhé ngoài ra trên thị trường không có máy nào mà làm được trước này này đâu và anh em thấy là hiện tại bây giờ những máy chuẩn đoán lỗi bây giờ thì anh em thấy là rất gì là hiện đại đẳng cấp thuyết phục được khách hàng và khi anh em có cái bộ cáp này thì anh em đi mua anh em kiểm tra cái con ECM xong anh em đi mua ECM nó rất gì là tự tin nó không bị sai anh em nhá vâng ạ à, như vậy là con ECM của tôi đã có ngay cái dòng trạng thái đó chính là ECM thông báo ECM hoạt động tốt đấy là cái con ECM đang xịt nhà tôi đã không bị hỏng anh em nhá đó, cái con này bị hỏng rồi đấy anh em thấy là như thế này thì anh em kiểm tra ECM thế này thì lúc mà anh em đi mua ECM nó rất chi là, là yên tâm anh em không phải lo mua về không biết có đúng bệnh hay không anh em nhá vâng ạ à, vì sao mà bây giờ anh em các anh em đang sử dụng các dòng máy cho nó lỗi truyền thống, các anh em đã đổi sang các dòng máy hiện đại hết rồi anh em nhá. Cũng vì máy tô motor táp nó có những cái chức năng này đây nha em ạ nên anh em rất rất chi là thích anh em nhá. Và anh em có cần những cái loại cáp như thế này thì anh em cứ báo mình mình sẽ kiểm tra xem là anh em cần cáp gì báo mình là mình sẽ lấy giúp anh em cái cáp anh em nhá. Và cái bộ cáp này nó rơi là bằng 950.000 một bộ cáp anh em nhá khi mà anh em mua máy mình sẽ nhắc lại khi anh em mua máy nó sẽ chưa có cái loại cáp như thế này anh em nhá cáp này gọi là cáp chức năng cộng thêm anh em nào thích thì em xài nên là uh, sẽ chưa có khi anh em mua máy sẽ chưa có anh em ạ à. mà nếu như anh em mà lúc mà mua máy thì anh em có yêu cầu mình tặng cho anh em một cái cáp này thì mình vẫn có thể khuyến mại cho anh em được cái cáp một cáp thôi anh em nhé chứ không được nhiều cáp mình sẽ kiếm khuyến mại cho anh em một cáp anh em chọn cái cáp gì thì báo mình mình sẽ lấy cho anh em anh em nhé Đấy, vì thì uh, video của tôi thì cứ một lần tôi làm video thì tôi lại chia sẻ đến cho anh em một cái chức năng trong máy cho nó lỗi mô tô táp vâng ạ và khi mà cung cấp máy cho các anh em thì hỗ trợ kỹ thuật cho các anh em chọn đời luôn anh em nhé vâng ạ rất gì là xịn sò đúng không anh em chỉ có mô tô can táp mới làm được điều này thôi anh em nhé vâng ạ video hôm nay thì mình xin kết thúc cái video này ở đây anh em thấy hay thì anh em anh em thấy hay thì cho mình xin một nút like một đăng ký kênh ủng hộ mình đến sau mình ra những video hướng dẫn anh em nó nó hay hơn anh em nhé hoặc là anh em cần máy chỗ nó lỗi thì cứ liên hệ vào số điện thoại trên màn hình mình sẽ cung cấp máy cho các anh em và khi mà cung cấp máy cho các anh em thì có hỗ trợ kỹ thuật cho các anh em chọn đời luôn anh em nhé trong cái quá trình sử dụng máy mà anh em có vấn đề gì thì anh em cứ gọi vào số điện thoại trên màn hình mình sẽ cung cấp mình sẽ cung cấp máy cho các anh em và khi mà cung cấp máy cho anh em thì mình sẽ có trách nhiệm là hỗ trợ kỹ thuật cho anh em mọi lúc mọi nơi anh em nhá bây giờ máy bây giờ nó rất chi hiện đại rồi anh em ạ à, rồi ok anh em video hôm nay thì mình xin kết thúc video này đây xin chào và hẹn gặp lại